bạn, 4 giờ sáng rồi nè. Anh em mình mới lên thêm con cá chép nè. Này chắc tầm 2-3 kg gì ạ. Quá êm luôn. Này xuất hiện nguồn chính nha các bạn. Dính cá nha các bạn. Cá chép luôn. Lên bạn. Đẹp quá. Ừ con này dần ươm mà. Thả đi. Ừ thả. Cho nó ăn xảy mấy cái rồi. Nè các bạn. Cá chép nha. Bạn tôi. Nè các bạn, cá chép dần ươm mà. Dần nuôi luôn. Giỡn hoài. Rồi, bỏ nó vô vỏ nha các bạn. Rồi. Nhưng Linh đi mình hơn hay sao á. Linh à, cá dưới đây không phải nuôi đâu, cá dưới đây là mấy anh em câu lên thả vô. Vậy hả? Ừ. Tiếp tục. Ta đã được phá giải lời nguyền. Qua đây cho lên tư quy nè. Cá tí nứng. Trời, nó cũng là cá. Dính là được. Dính cá út nữa nè các bạn. Mấy vỏ đưa bác vỏ. Quên vỏ kia. Không, câu có cá đâu mà đòi vỏ. Cái tôi. Khi nào con có cá gì? Đi. Con này là con gì? Con đó con gì ai biết. Này là con cá. Nè, bỏ vô đây đi. Ba con rồi bộ. Con nữa, con thứ tư á. 20 con. Tầm 20 con là đủ nồi đúng không? Ừ. Ok. Linh chiều gắn bào 20 con nha. Bỏ vô đây. Rồi em gu. Bốn con. Qua bển đi. Nào có cá về đây. Chảy chảy chưa? Rồi, quá cá bự á. Chuyển cho sâu vô. Cá gì vậy? Chép hả? Đấy, cá chê, từ, dìu đi. Nó chảy á. Mới nhắc cá chê nãy xong. Đưa lên. Chê đi ăn cám. Lồn quề. Móc gâu à? Rồi, sao mà khỏi. Thôi mà quay clip mà chửi bậy không? Nè các bạn, lên cá chê nè. Mẹ tướng cá chê. Cu eo nó kêu qua đây làm ăn, nó qua làm ăn thiệt luôn. Đó, cá chê ngoài đây là ngon luôn á Linh. Không giống cá chê trong Sài Gòn đó. Tối anh Tân chế biến món cá chê hả? Ừ, nhậu. Ở đây cá chê khó lên lắm á. Vậy là mày hay rồi đó. Sao đỉnh quá trời. Rồi nha các bạn. Sông quê nè, ở đây có giọng ngủ luôn nè các bạn. Anh em nào thích trải nghiệm giống anh em mình liên hệ anh Tân nha. Mình có để số điện thoại anh dưới phần mô tả đó. Để anh cầm cho. Cầm tay luôn nha. Trời, ăn mà. Thấy thôi biết sao vợ. Em muốn anh Quân ơi. Quá. Ở đây 100 người xuống câu thì chỉ có một người câu trúng cá chê thôi. Không phải hay đâu. Kinh này. Không phải hay mới trúng được cá chê đâu. Hay rồi đó. Quá là mới trúng cá chê thôi. Cá chê nè anh ơi. Ừ, dính cá chê. Ừ. Ở đây mà cá chê là hiếm nha các bạn. À nó phóng trên đây ra hả? Coi cái túi có bị lủng không nè. Tôi
túi lủng cái là buồn luôn á. Rồi để mình rút cái miệng lại đợi nó phóng ra các bạn. Móc gì đi. Rồi. Còn gì đâu em hơi chia tay là hết. Dính hả? Em cần em đúng không? Lên luôn nha anh cá chép đó. Lần anh dính luôn rồi ấy luôn. Không phải nó dướng, làm lố cái mày dính. Còn mình dính cá mày dính nữa nha các bạn. Cá ăn liên tục luôn ha. Đâu rồi? Ta đang gỡ cá mà dính nữa. Dính cá này dính nữa nè các bạn. Nè sảy em mới cười cho nè. Không móm nha. Hay ghê thời. Hết móm rồi nha. Rồi anh em mình ai cũng có tùng hết trơn rồi. Một bầu trời thương nhớ, chuyện tình thật đẹp như mơ. Nè các bạn, thả mồi tiếp nha. Cá đang ăn. Cá đang ăn tội gì không đánh. Không, em cho anh thấy sự bất ngờ. Ồ, có dính cá bóng. Dính cá tí nứng luôn à. Anh này cá bóng nè. Con này mới đúng là đỉnh nè. Cá bóng này, cá bóng kho tiêu rồi. Nha. Bóng cát đúng không? Ừ. Tội nghiệp quá, nuốt sâu quá. Đó rồi nữa. Cá bóng cát nè. Nuốt sâu rồi vậy. Con này nướng, con này kho tiêu ăn ngon lắm á. Em go. Không có cách nào lấy. Trời ơi, em nhấc lên thay mồi để mình gỡ nó đã nha các bạn. Cái cưng quá. Nhấc lên thay mồi dính cá bóng. Mà cười. Em dở cần nổi với con này luôn. Cái gì cười? Cá lên mà cười. Con gì á? Wow. Ô, cá ốc bự. Nè bạn, cá ốc bự luôn nè. Hèn chi nó giật khí thế. Con này nó dễ đau lắm. Rồi im. Bóp nó nhẹ không nó chết. Nó kêu ọt tiếu quá trời. Rồi đây nha các bạn, em dính cá là em chụp cái máy quay đầu tiên à, không có chụp cái cần, bởi vậy xảy cá hoài. Dính cá nữa nè các bạn, chắc cá chép quá, con này nặng nè. Chép hay gì á? Chép nha các bạn. Còn cá chép nữa nha các bạn. Cứ ngâm là nó ăn à. Cá đây lên đều. Mình bỏ vô vỏ đi. Cá nó chậm ăn lại rồi các bạn ơi. Nè nãy giờ anh em mình câu nè. Mấy con. Cá chép nè, cá chê. Cá mì dinh luôn nè. Mì dính. Trong đây còn con cá chép hồi sáng mình câu nữa. Con này tầm ký hơn á. Đây. Đây cho bạn coi nè. Chào anh hình luôn. Đâu bạn, bự kinh luôn á. Ký rưỡi, tầm ký rưỡi. Như trời chuyển mưa hay sao á. Gì vậy ba? Dính hả? Sợ
xạo xạo đi. Lố không hà. Lố không. Nè các bạn, mận anh Tuân mới hái cho tụi mình nè. Ngọt siêu ngọt luôn nha. Nè quốc đi. Linh quốc trái đi. Nãy anh ăn trái rồi. Vậy nó mới ngọt. Trời ơi, mận sâu của ta mới ngọt không đôi. Mình không ngọt. Ngọt ha. Nãy anh quốc thử trái rồi. Ăn em quốc. Hết thể 17 không? Gặp muối ngon nữa nó sặc. Trời muối nó sặc. Vậy là ngon hay dở không nữa? Quá ngon. Đã quá các bạn ơi. Mận vườn luôn á. Chết luôn á. Linh nè, bây giờ ăn thử mận với cám chưa? Đang ăn nè. Đang ăn nè. Tay bốc cám. Đang mận với cám nữa thôi. Đó là lạ. Được ấy. Thơm ngọt ngọt mặn mặn. Nhức nách. Lên cá ốc à. Ừ, cá ốc bự mà. Trời ơi, con này ốc nóc luôn. Thấy chưa, anh nói nó ra mấy ngoài mà không tin. Nè các bạn, cá ốc bự nhất sáng giờ luôn nè. Trời ơi. Kêu gì mấy? Ê, tính ra em đóng ở ngoài vô đó Linh. Đóng ngoài vô. Gỡ đi. Sao dính được rồi. Thêm cu, cá ăn lại rồi đó. Nước rút rồi nè, nước chuyển dòng rồi nè. Cần ảnh ăn nữa kìa thấy không? Đang ăn á, câu đi. Em sẽ quyết định đi. Nước nó chuyển dòng vô lại rồi nha các bạn. Giờ cá ăn lại. Câu cá út. Nè. Còn mà móc phía ngoài luôn mà chịu. Không, con này bự á. Coi cái ngạnh nó nghe. Đúng rồi, mà móc phía ngoài luôn. Lên đi cất kìa. Ok. Thôi đưa đây ta cầm. Gì? Cầm đi, cầm theo em nè. Rồi, thả. Không bị đâm. Thôi em đi. Nè các bạn, cái út bự cho bánh hình luôn. Cái út tầm này là bự nha các bạn. Em, ừ, giờ qua đây hết à. Các bạn. Bây giờ lên 2-3 con liên tiếp rồi. Mà cái út bự trắng luôn. Dạ cô trùng anh, trùng mũ á. Thả xuống ăn liền ha. Rồi em qua góc kia chơi. Ừ, qua góc kia đi. Ngồi bên góc này cho anh. Cái góc này cho anh. Ý, hai con luôn. Sao mà ở đây? Chơi kỳ vậy? Hai ba con liên tiếp luôn các bạn. Đây con đây nè. Ôi, con này muốn nuốt luôn. Trời ơi, kéo gần qua đây hết luôn ha. Mày ăn thấy mày ngồi mình buồn ra chơi. Anh em qua chơi. Đó, qua phá luôn. Ừ. Nhân vật hồi sáng này. Được không? Mày phải nhân vật hồi sáng không? Im gu. Cơm tối. Ghé ra bỏ Linh. Rồi, mời mọi người. Hello, everybody. Linh không chán ruột cái à? Vậy, đây, chán ruột hay, à, còn cái kia là để chích. Còn
ông bơm luôn. Bóp lên là lên, ghê thiệt. Mới nào ông nhìn đâu biết đó là cái gì đâu. Đá. Bình đá. Giống rượu màu hồng luôn lại quay này cả luôn đó. À bạn có đồ chế rượu xịn luôn. Ồ. Đó chuông chuông ngoài kia kìa. Có chuông cây nó ngồi nó kéo. Rồi chuông kêu ngoài kìa. Chuông ngoài kéo nó ngồi râu á. Cái nó dở hết vậy cần lên cái này là dùng đi. Chứ nó đâu cá úp không sao đâu. À chút sức khỏe. Chút sức khỏe mọi người. Điểm ha. Chỉ tin thôi mà. Quá đã. Ngọt. Mà sai nào không hay. Ngọt vậy chết á. Ông nấu cái món ở nhà hàng nấu á. Ừ. Ổn định không? Ổn định. Nhìn thẩm mỹ. Đừng có nhảy chứ. Cưng. Các bạn, tầm này cứ kéo lên là có cá à. Được con cá út nữa nè. Giờ cá nó ăn mặn ghê á. Các bạn, 4 giờ sáng rồi nè. Anh em mình mới lên thêm con cá chép nè. Này chắc tầm 2-3 ký gì á. Quá êm luôn. Mà thích thiền quần chính nhớ à. Ngoài đây có con cá cha nữa nè. Cá cha lên hồi nãy. Nè các bạn. Cá cha tầm ký à. Đây. Em luôn. Nha mình bạn, mấy mày dinh này. Kia là con tôm càng. Các bạn có tôm càng luôn nha. Em gu luôn. Tôm này lộp.